Xin kính chào quý bà con, quý vị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tình hình giá nhãn Ido, giá nhãn da bò hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp cho quý bà con, quý vị, các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá nhãn thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác. Quý vị, các bạn nào có các xem kênh, có quan tâm đến giá nhãn hay một số loại nông sản khác thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Hoặc là quý vị, các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở phía bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác thì trên YouTube của quý vị, các bạn sẽ nhận được ngay thông báo và sẽ rất là dễ dàng và thuận tiện để quý vị, các bạn có thể vào xem ngay được những clip cập nhật tình hình giá nhãn mới nhất mà không cần phải tìm kiếm. Quay trở lại tình hình giá nhãn hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp và cụ thể là trong 1-2 ngày trở lại đây thì tình hình giá nhãn cũng ít biến động không anh chị các bạn. Giá nhãn hiện nay thì vẫn chưa tăng mạnh trở lại. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình dịch bệnh có thể tạm yên ổn và đầu ra cũng như giá nhãn có thể tiếp tục tăng trở lại để chú quý bà con nông dân mình có thể yên tâm tiếp tục sản xuất, tiếp tục làm những vụ nhãn sau. Còn với tình hình giá nhãn xuống thấp như hiện nay thì có thể nói là vụ nhãn năm nay thì bà con nông dân mình thua rồi. Vụ nhãn năm nay thì bà con nông dân mình có nhiều nơi thì bán không được hàng hoặc là có những khu vực bán giá rất là thấp. So với một vài năm trở lại đây thì có thể nói là năm nay vụ nhãn này thì giá nhãn xuống thấp kỷ lục. Không riêng gì giá nhãn Ido mà giá nhãn da bò hay các loại nhãn khác thì cũng đang gặp cảnh tương tự. Giá nhãn hiện nay thì đầu tiên đó là tình hình giá nhãn Ido. Giá nhãn Ido hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì đang có mức giá rộng từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu, xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không, và tùy theo từng sức mua ở từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký tùy theo từng khu vực khác nhau. Tiếp theo là tình hình giá nhãn da bò. Giá nhãn da bò hiện nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì đang có mức giá động từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn nhãn đẹp hay là xấu. Đây là giá nhãn thực tế của một số bà con nông dân mình ở khu vực Vĩnh Long. Thì bà con nông dân mình đang bán nhãn đẹp hiện nay thì đang có mức giá là 6.000 đồng một ký nha quý anh chị các bạn. Còn tình hình giá nhãn xô, giá nhãn sấy thì đang có mức giá động từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Và do tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc cập nhật tình hình giá nhãn hay một số loại nông sản khác hiện nay thì chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu, vì giá cả sẽ còn chênh lệch và tùy thuộc rất là nhiều tùy theo từng khu vực, tùy theo từng sức mua từng nơi, đặc biệt là những khu vực bị phong tỏa thì đầu ra của bà con nông dân mình sẽ vô cùng khó khăn. Những khu vực đó thì giá có thể giảm và chênh lệch rất là nhiều so với những khu vực khác, thậm chí là có nhiều khu vực bị phong tỏa rất là khó khăn thì bà con nông dân mình còn không bán được hàng. Ở những khu vực bị phong tỏa thì hiện nay có thể nói là có chỗ bán được chỗ không của anh chị các bạn. Đa số những khu vực bị phong tỏa thì bà con nông dân mình bán cho tổ từ thiện là chủ yếu, vì giá có thể giảm và chênh lệch rất là nhiều so với những khu vực khác.